Buông tôi với. Tao không thể chịu nổi nữa. Cách ly. Tao quá xì chết rồi. Con người. Con người. Tao phải gặp con người. Ai cũng được hết. Hãy đi đu đưa đi. Đi đu đưa đi. Tao biết rồi. Khi đất nước thống nhất không còn cách ly nữa, tao sẽ đi ăn sáng với Tuyết Bích. Tao đi tắm nắng với anh Dê Đen. Tao sẽ đi đòi nợ với Hướng Hoa Hồng. Tao sẽ đi nhậu với 500 anh em. Cuộc đời của tao sẽ hạnh phúc, sự tươi sáng trở lại. Còn mày, mày sẽ làm gì? Làm gì là làm gì? Là mày sẽ đi đâu, gặp ai, làm gì để cho cuộc đời nó sung sướng trở lại? Đi đâu, gặp ai, gặp để làm gì? Để chữa lành, sang chấn tâm lý trong những ngày tháng cách ly. Sang chấn gì chứ, tao ổn mà. Nani? Ý mày là mày bị nhốt trong nhà 14 ngày mà mày vẫn ổn hả? Thì tao đọc sách nè, tao viết nhật ký, rồi tao nghịch ngợm cái này cái kia, làm được bao nhiêu là việc luôn. Tao thấy tao ổn mà. Mày là anti-social đúng không? Hay là mày thiếu nợ mày sợ ra đường? Sợ thì cũng không sợ, nhưng tao thấy ở nhà một mình cũng đâu có gì sai. Trời ơi là trời, tại sao tao ở chung nhà với một thằng tự kỷ mặt đó nhạt nhẽo như vậy hả trời? Tao làm cho mày giận hả? Tao không có ý đó. Ý tao là mày cứ dương dương tự đắc đi. Mày nghĩ là tao làm quá lên à? Mày, mày có bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác không? Mày vô cảm, mày vô tâm lắm mày có biết không? Ý tao, tao không có. Tôm cô ý. Các bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Là cái đứa tăng động thái quá hay là sát thủ mặt lạnh? Thật ra muốn biết các bạn là người hướng nội hướng ngoại, chỉ cần quan sát xem là hey, cách ly xã hội vừa rồi đã hẳn hạ các bạn tới mức nào. Chúng ta sẽ thấy rất rõ. Nếu các bạn thật sự ở nhà không ra đường, thẳng thắn đi, tới lúc này người hướng ngoại chắc chắn đã biến thành một cái xác sống, một đống bầy hầy đích thực. Xin chào các bạn, anh là Hướng Ngoại Mr. Web. Xin chào các bạn đã lại với kênh YouTube của anh. Và ngày hôm nay trong bài giảng tuần này, chúng ta sẽ nói với nhau về một chủ đề cực kỳ thú vị, đó là hướng nội hay hướng ngoại, và chúng ta sẽ tồn tại và phát triển như thế nào. Hướng ngoại là người có xu hướng thích kết nối, xã giao, thích thể hiện, chinh phục, lấn át. Họ thuộc về đám đông, đó là nơi mà họ boost được cảm xúc, tinh thần và năng lượng của mình. Ngược lại, hướng nội là người có xu hướng thích quan sát, phân tích, cẩn trọng một cách thể hiện mình. Họ nhạy cảm và thích sự kết nối sâu sắc. Đặc biệt, họ thích ở một mình hoặc là nơi ít người để có thể kết nối được cái nguồn năng lượng ở bên trong của chính mình. Vậy các bạn là người hướng nội hay hướng ngoại? Và nếu các bạn là người hướng nội thì xin chúc mừng các bạn. Bởi vì anh biết là trong vài tuần giãn cách xã hội vừa rồi, thẳng thắn đi, nó chả là cái rỉ gì đối với các bạn hết. Có khi nó lại chính là cái sự bình an mà các bạn đã thèm khát trong rất nhiều năm, rất nhiều tháng vừa rồi. Còn ngược lại, nếu các bạn là một người hướng ngoại thì thương, cố sống qua những ngày cách ly này nha. Cố nha, đừng có làm chuyện dại dột mà. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần chúng ta chiến thắng được đại dịch và tháo dỡ được cách ly xã hội thì y như rằng những người hướng ngoại, các bạn sẽ lại lên ngôi và tỏa sáng. Các bạn sẽ lại độc chiếm thế thượng phong trên thương trường, trong giảng đường, ngoài xã hội. Tại sao? Bởi vì ngày hôm nay anh và các bạn, chúng ta đang sống trong thời đại tôn sùng giá trị hướng ngoại. Cuộc chơi này là của các bạn, những người hướng ngoại. Xã hội tôn sùng giá trị hướng ngoại à? Đúng, chính nó. Bừng tỉnh lại đi những đứa hướng nội anti-social kia. Rồi tụi bay sẽ lại quay trở về với những ngày tháng lạc lõng, mờ nhạt trong thế giới tôn sùng hướng ngoại này mà thôi. Để ý, nếu như thời của bố mẹ của chúng ta, những giá trị quan trọng nhất để thành công và hạnh phúc trong cuộc sống luôn được đề cao, đó là trung thực, kiên trì, kỷ luật, chính trực,
thì để ý ngày hôm nay những giá trị quan trọng nhất để thành công được thay đổi rất nhanh, trở thành ấn tượng, thân thiện, tự tin, tỏa sáng. Chúng ta được dạy là phải giỏi xã giao, phải tự tin để xây dựng cái mối quan hệ, phải có nhiều fan, phải được mọi người quý mến, phải tạo được ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ. Đó là bí quyết để chiến thắng. Và tất cả những tố chất hướng ngoại đó trong một thời gian dài, rất dài, trở thành chuẩn mực để rèn luyện và trưởng thành của tất cả mọi người. Ngay từ lúc còn nhỏ, những đứa trẻ được dạy là chúng phải học cách để kết được thật nhiều bạn bè và ảnh hưởng được người khác. Theo những cái cuốn sách How to Win Friends and Influence People, cuốn sách bán chạy nhất của Dale Carnegie, các bạn phải trở thành thần tượng âm nhạc Việt Nam. Không phải là một người chơi nhạc, một ca sĩ, các bạn phải trở thành thần tượng. Các bạn phải trở thành đứa trẻ tự tin, phải trở thành team leader trong tất cả những đội nhóm để được công nhận và khen ngợi. Và không chỉ những giá trị hướng ngoại đó được đề cao, được nhấn mạnh, thậm chí nó còn được đâm đếm một cách rất cụ thể và rõ ràng ngày hôm nay. Instagram của bạn có bao nhiêu follower? Cái avatar mà bạn tung lên được bao nhiêu tim? Cái clip TikTok đó được bao nhiêu lượt thích? Sự chấp nhận của đám đông, giá trị quan trọng nhất của những người hướng ngoại, giờ đây biến thành thước đo giá trị của mỗi bạn trẻ, của mỗi một cá nhân. Nhưng nếu các bạn thật sự không quá thoải mái với những đám đông thì sao? Nếu các bạn luôn cảm thấy kiệt sức sau 1-2 tiếng đồng hồ phải giả lả cười nói về những chủ đề mà các bạn không mấy quan tâm thì sao? Nếu các bạn rất sợ bị chỉ trích trước đám đông, nếu các bạn thật sự không muốn huênh hoang chém gió rào rào mà thật sự muốn quan sát nghiền ngẫm thật thấu đáo một vấn đề gì đó trước khi chia sẻ thì sao? Nếu bạn thật sự chỉ là chính mình khi các bạn đang chăm sóc một con mèo, một khóm cây, hoặc chăm chú theo đuổi và nghiên cứu một cái kỹ thuật nào đó thì sao? Nếu lý do các bạn chia sẻ một tấm hình hoặc một cái bài post đơn giản chỉ để tìm đúng một vài người nào đó đồng điệu và thật sự hiểu mình thì sao? Hay đơn giản nhất, nếu các bạn sinh ra đã là một đứa trẻ hướng nội giống như rất nhiều những đứa trẻ khác trên cuộc đời này, liệu các bạn có cơ hội nào để thành công? Liệu những nỗ lực của các bạn thật sự có giá trị hay không? Câu trả lời dĩ nhiên là có. Nhưng dĩ nhiên đó cũng là một chặng hành trình chật vật hơn đối với một người hướng nội trong thế giới ngày hôm nay. Vì sao anh biết à? Vì anh cũng là một đứa trẻ hướng nội. Thú vị chưa? Một người đẹp trai, quyến rũ, quyết liệt, quậy phá, manh chành như anh Trí mà lại là một người hướng nội, sống nội tâm, yêu màu tím, thích đi dạo một mình dưới mưa à? Để chính xác hơn mà nói thì anh là một đứa trẻ hướng nội, lớn lên và trưởng thành trong một môi trường siêu hướng ngoại. Và 30 năm đầu tiên trong cuộc đời của anh là một chặng hành trình để phấn đấu đến kiệt sức để trở thành một người hướng ngoại. Thật ra thì 18 năm đầu tiên của anh ở Việt Nam thì cái chuyện hướng nội hay hướng ngoại cũng không quá khắc nghiệt. Dĩ nhiên là cha mẹ nào cũng muốn con cái của mình tỏa sáng, hoành tráng. Nhưng ngược lại, nếu nó không hoành tráng được thì việc là một đứa con ngoan trò giỏi, không phá phách, ngoan ngoãn, im im, vâng lời, không làm phiền ai hết thì nói chung là cũng tốt, no problems. Tuy nhiên, mọi chuyện thật sự thay đổi rất nhiều và khủng khiếp khi anh đi sang Singapore và học ở một trường đại học thừa hưởng rất nhiều những cái giá trị phương Tây trong văn hóa, trong cái phương pháp học của họ. Đại học Quốc gia Singapore, nơi mà các bạn phải nói, phải phản biện, phải dẫn dắt những đội nhóm, phải gắn kết, phải hòa đồng trong tập thể và phải ảnh hưởng được tới người khác. Và anh thề với các bạn, anh không biết có ai đã từng trải qua cái cảm giác về việc thay đổi đột ngột đó hay chưa, nhưng đó là một trải nghiệm áp lực khủng khiếp đối với một thằng nhóc hướng nội 18 tuổi.
Việc phải tích cực để kết nối với một đám đông, phải bắt tay, phải tạo ấn tượng. Đặc biệt, thảo luận nhóm là phải nói, phải thuyết trình, phải phản biện chém gió nếu không muốn bị biến thành một đứa Oisin siêu to khổng lồ trong nhóm. Nó khó đã là một chuyện rồi, nhưng mà điều khủng khiếp nhất là trong suốt quá trình mình nỗ lực đó, trong đầu chúng ta luôn có một câu hỏi là tại sao mình phải làm tất cả những thứ đó cơ chứ. Và các bạn đã biết rồi đúng không? Cái gì đến cũng phải đến. Anh bị phản bác, bị chỉ trích trong những cuộc thảo luận, thậm chí anh bị từ chối trong rất nhiều lần với những cái đội nhóm người nước ngoài. Và nếu như đó là một việc thật ra rất bình thường đối với những người hướng ngoại, họ có thể quên một cái vèo tất cả những trải nghiệm đau đớn đó sau một buổi chè chén, chém gió trong căng tin với bạn bè của mình, thì ngược lại, đó chính là những vết cắt khủng khiếp và sự tự tôn của một đứa trẻ hướng nội. Và trong những ngày tháng đó, anh đã chui vào phòng, đóng sầm cửa lại để tự giày vò mình với niềm tin mình là một kẻ kém cỏi. Và rồi sau đó tao tự giày vò cái chuyện mà tao đang tự nhốt mình trong phòng. Và rồi anh bắt đầu giày vò cái chuyện anh đang tự giày vò mình. Tụi bay thấy tao rảnh nách không? Và vèo một cái chuỗi ngày tháng bế tắc và tự giày vò đó biến thành một năm trong tuổi trẻ của anh. Hiểu ý anh không? Anh nghĩ đó là cái sự khắc nghiệt mà cái xã hội tôn sùng giá trị hướng ngoại ngày hôm nay đang tạo ra đối với một đứa trẻ hướng nội. Và điều khủng khiếp không chỉ là cái mong đợi từ bên ngoài, mà đáng sợ hơn chính là cái sự tổn thương, cái sự tự tôn bên trong khi một đứa trẻ quay trở về phòng và tự nhủ mình đúng là một kẻ bất tài, vô dụng. Thứ niềm tin đó chính là cái sẽ tra tấn những đứa trẻ đó liên tục trong rất nhiều ngày tháng sau đó. Anh không biết tới thời điểm này có bạn nào cảm nhận được hoặc đã từng trải qua những ngày tháng tương tự với anh hay không. Và dĩ nhiên là cái phần tiếp theo trong câu chuyện của cuộc phiêu lưu của thằng nhóc 19 tuổi đó thì chắc các bạn cũng có biết rồi đúng không? Cái ngày mà anh thay đổi hoàn toàn cuộc chơi của mình, cái ngày mà anh gặp được người thầy đầu tiên dạy cho anh về cuộc sống, Jim Rohn. Thầy nói đừng mong mọi thứ dễ dàng hơn, hãy mong là con mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Wow. Thầy nói đừng mong ít khó khăn hơn, hãy mong có nhiều kỹ năng và sự khôn ngoan hơn. Và nhìn lại thì anh nghĩ đó là những ngày tháng mà nó mở ra một chặng hành trình hoàn toàn khác biệt để anh bắt đầu become more trong suốt 3 năm sau đó. Đó là câu chuyện của một quá trình lột xác kỳ diệu mà chắc các bạn đã được nghe nhiều lần trong những bài giảng trước đó hoặc là trong những buổi học trực tuyến của anh rồi, đúng không? Cho nên bây giờ nhanh hơn chút, tính lại, anh nghĩ là điều kỳ diệu nhất đã xảy ra trong vòng 3 năm sau đó trong tuổi trẻ của anh, đó là anh đã quyết liệt để trang bị được cho mình tất cả những năng lực hướng ngoại cần thiết đó. Dĩ nhiên là anh học những năng lực đó từ nhiều người thầy mà anh vô cùng kính trọng cho tới ngày hôm nay, như là giáo sư Stephen Covey hay là Anthony Robbins. Nhưng thú thật, người cho anh cái niềm tin để theo đuổi và rồi sở hữu được tất cả những năng lực đó chính là Jim Rohn. Vì sao ạ? Vì chính ông cũng là một người hướng nội. Hiểu ý anh không? Cái ngày hôm đó, 19 tuổi, anh đã ngồi trong cái hội trường 6.000 người đó và thốt lên What the... Làm sao mà ông thầy đang đứng trên bục đó dẫn dắt 6.000 người bên dưới, người thậm chí đã thay đổi cuộc đời của gần 6 triệu người trên thế giới này trong suốt 40 năm, lại có thể là một người hướng nội? Cho nên cái nhận thức đầu tiên thay đổi hoàn toàn tuổi trẻ của anh năm 19 tuổi đó là học được hết rồi. Tin anh đi, tất cả những năng lực hướng ngoại như là kết nối, giao tiếp, phản biện, thuyết phục, ảnh hưởng, học được hết. Và rồi dĩ nhiên những năng lực hướng nội đặc biệt như là suy ngẫm, quan sát, cảm nhận, phân tích, tổ chức những suy nghĩ, sáng tạo cũng học được hết. Chỉ cần chúng ta ngừng tin việc mình là một đứa trẻ kém cỏi và vô dụng, tìm được đúng người thầy, cái phương pháp và môi trường để rèn luyện thì học được hết. Đến một lúc nào đó các bạn sẽ nhận ra là những năng lực đó cũng giống như là cộng trừ nhân chia. Có đứa nhanh, có đứa chậm, có đứa thích, có đứa không thích. Nhưng
với một chút kiên trì và nỗ lực thì đứa nào rồi cũng sẽ làm được hết. Hiểu ý anh không? Những nhận thức và nỗ lực trong những ngày tháng đó dĩ nhiên là không thể thiếu được cái sự dẫn dắt của những người thầy của anh. Nó mở ra những ngày tháng mà anh đã từng bước vươn lên và khẳng định được sự tự tôn, bản lĩnh của mình trong cái môi trường tôn thờ giá trị hướng ngoại đó. Anh đã có một thời sinh viên rực rỡ, tốt nghiệp hoành tráng, có một công việc ngầu đời, sở hữu được những doanh nghiệp của riêng mình, kiếm được $1,000,000 đầu tiên của mình năm 32 tuổi. Thậm chí anh trở thành một ông thầy. Đến một ngày mà anh bắt đầu bước vào những cái khán phòng vài ngàn người và làm nổ tung năng lượng, cảm xúc của tất cả những khán giả trong phòng. Hiểu ý anh không? Cái xã hội mà anh đã từng căm ghét, cái xã hội mà anh đã từng bị nó giày vò và chà đạp, năm 32 tuổi anh đã vươn lên và khẳng định được mình trong cuộc chơi đó. Để rồi sau đó rơi vào những ngày tháng trầm uất và kiệt quệ đến tận cùng. Là sao? Là vậy đó các bạn. Năm 32 tuổi, bên cạnh những kết quả ấn tượng mà anh gặt hái được, chinh phục được, thì đó là một lịch làm việc dày đặc với tất cả những cuộc họp gay gắt, tất cả những buổi hội thảo chia sẻ ở khắp các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, gặp gỡ những doanh nghiệp, những buổi huấn luyện, quay phim truyền hình, nói và nói và nói. 10 người, 200, 300 người, 2.000, 3.000 người. Dĩ nhiên nó đã mang lại không ít tiền bạc, danh tiếng và cơ hội, nhưng kèm theo đó là liên tục những đêm dài mất ngủ, những cơn mất ngủ kéo dài liên tục 3 đến 4 tháng liền, những rối loạn về cảm xúc, sự nóng giận thất thường mà anh không thể kiểm soát được. Anh có cảm giác như anh bị ngộ độc với con người. Và trong những ngày tháng khủng hoảng đó thì anh học được cái nhận thức quan trọng thứ hai. Đó là đúng, anh có thể học và thành thạo được tất cả những kỹ năng hướng ngoại, nhưng ở trong này anh vẫn là một người hướng nội. Và anh không thể duy trì một lối sống như thể anh là một người hướng ngoại liên tục trong một thời gian rất dài như vậy được. Nói cách khác, dù anh có thể thay đổi cái nhận thức, năng lực và hành động của mình đến mức nào đi chăng nữa, anh vẫn phải quay trở về tôn trọng và chấp nhận những giá trị gốc rễ của chính anh. Phải học cách để buông bỏ. Đến một lúc nào đó, anh nhận ra là mình phải trau dồi cái bản lĩnh tự thân, không phải để thay đổi cuộc đời này, mà là để đủ mạnh mẽ để rồi cuộc đời này không thể thay đổi được chúng ta. Nó mở ra một chặng hành trình 5 năm tiếp theo để anh quay trở về và nuôi dưỡng những giá trị hướng nội của riêng mình. Dĩ nhiên là anh vẫn tận dụng tất cả những năng lực hướng ngoại mà anh đã trui rèn và thành thạo, nhưng điều quan trọng nhất là anh bắt buộc phải có đủ thời gian dành riêng cho anh. Đó là điều tiên quyết của một người hướng nội. Anh bắt đầu ưu tiên thời gian để chạy bộ. Và mỗi lần chạy bộ đó là khoảng thời gian riêng tư tuyệt vời nhất để anh trò chuyện với chính mình. Anh nhận nuôi đứa con tiếp theo của anh, đó là con Chipple. Đây là một đứa mà lẻo đẻo theo anh mỗi ngày trong nhà, làm tất cả những trò khùng với tao. Chipple. Anh bắt đầu cắt giảm bớt những buổi hội thảo hoành tráng ở trường đại học để tập trung vào nghiền ngẫm, sáng tạo nội dung và xây dựng bài giảng online của anh. Anh không chăm chăm vào việc phải gom được những lớp huấn luyện thật là đông học viên, mà lựa chọn những người phù hợp thật sự với những giá trị huấn luyện của riêng mình. Thậm chí về ngoại hình, anh cũng dần từ bỏ cái kiểu ăn mặc theo kiểu của những người thành đạt để gây ấn tượng với học trò, mà dũng cảm hơn để quay trở về với cái kiểu ăn mặc mộc mạc và đơn giản hơn mà anh yêu thích. Dĩ nhiên, doanh thu và lợi nhuận có sụt giảm trong giai đoạn đầu, nhưng ngược lại, anh tìm được cho mình sự bình an, cái không gian của riêng mình để mặc sức sáng tạo, để đẩy những cái giới hạn của riêng anh. Sau 5 năm, anh không những lấy lại được cái đà tăng trưởng và lợi nhuận tốt, mà còn sáng tạo ra được một cái hệ sinh thái huấn luyện rất là sâu sắc
mà bọn anh cực kỳ tâm đắc. Anh nuôi dưỡng lại được những sở thích rất cá tính của riêng mình, và dĩ nhiên anh bắt đầu ngủ ngon hơn. Không chỉ là tiền, sự nổi tiếng, anh tìm được cho mình sự bình yên và sự kết nối với chính mình. Cho nên các bạn biết không, có thể cái chặng hành trình đã được sống và thể hiện một cách chân thật hơn của một người hướng nội sẽ dài hơn và gian nan hơn một chút trong một xã hội bon chen và chụp giật ngày hôm nay. Nhưng nếu chúng ta bổ sung được cho mình những kỹ năng, sức mạnh cần thiết, nghiêm túc theo đuổi những gì chân thật của riêng mình, thì mọi thứ đều sẽ ổn. Và tin vui cho những người hướng nội nè, thời đại của các bạn cũng đang quay trở lại. Khi mà ngày có càng nhiều những cái nền tảng, những công nghệ mới được ra đời, để mỗi cá nhân ngày hôm nay được mặc sức thể hiện cá tính, sự sáng tạo của riêng mình. Hiểu ý anh không? Các bạn không nhất thiết phải thể hiện nơi đông người nữa. Với Instagram, YouTube, thậm chí TikTok, ngày hôm nay các bạn trẻ có thể sáng tạo trong những không gian rất riêng tư của mình, nhào nặn cho tới khi mình cảm thấy đã nhất, phê nhất, và rồi sau đó dùng công nghệ để chia sẻ nó với cả thế giới này. Đây là cuộc chơi tuyệt vời nhất và cơ hội của những người hướng nội. Khi mà giới trẻ ngày hôm nay, sau khi đã bội thực với tất cả những chiêu trò, những kỹ xảo làm màu, câu view, họ cũng bắt đầu nghiêm túc để tìm kiếm những giá trị sâu sắc và ý nghĩa hơn, những sản phẩm và dịch vụ chất hơn. Bằng chứng là thời đại của chúng ta vẫn xuất hiện những người hướng nội cực kỳ thành công, như là Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Elon Musk, hay thậm chí những bạn trẻ rất gần gũi như là Hoa Thần Vũ, Lý Tử Thất, Sơn Tùng MTP, Pew Pew. Đó đều là những người hướng nội. Tóm lại, người hướng nội hoàn toàn có thể học và rèn luyện được những năng lực hướng ngoại để thích nghi. Và đừng quên quay trở về nuôi dưỡng những giá trị, sở thích chân thật và ý nghĩa nhất của riêng mình. Các bạn vẫn có quyền tỏa sáng theo một cách sắc bén và sâu hơn của riêng mình. Lúc này chắc là có nhiều bạn hướng ngoại đang ngồi coi clip và nói: trời má, anh Chí chơi thiên vị quá, anh Chí ỷ là người hướng nội xong rồi đi support cho mấy đứa hướng nội không à, xong rồi bỏ rơi những đứa hướng ngoại chúng em buồn lắm. Cho nên xin có một cái chia sẻ thêm cho những bạn hướng ngoại, đúng không? Đó là thẳng thắn mà nói là ngày hôm nay các bạn có một cái cuộc chơi phù hợp và dễ hơn cho mình để thể hiện những tính cách tự nhiên của các bạn. Cho nên là tự tin, quyết liệt để nắm bắt, để trải nghiệm. Tuy nhiên, thử thách của một người hướng ngoại đó là chúng ta ham vui, chúng ta hứng thú, lao ra ngoài rất nhiều, thì chúng ta có thể bị rơi vào cái sự mơ hồ và lạc lối cho định hướng của riêng các bạn. Vì vậy, hai lời khuyên cho người hướng ngoại: thứ nhất, đó là hãy vẫn cứ thể hiện cái sự tự tin, cái sự háo hức để khám phá, để tìm kiếm, kết nối và trải nghiệm của riêng các bạn. Nhưng đừng để tất cả những cái trải nghiệm đó cuốn mình đi, để rồi đến một lúc nào đó cảm thấy lạc lối trong cuộc sống của mình. Sau khi có cho mình những trải nghiệm đó, sàng lọc ra một hoặc hai thứ mà các bạn sẽ rất nghiêm túc để theo đuổi cho tới cùng, đẩy những cái giới hạn, bởi vì đó là cách duy nhất để thật sự tỏa sáng trong bất cứ khía cạnh nào trong cuộc đời của mình. Điều thứ hai là trong quá trình chúng ta kết nối và xây dựng cho mình rất nhiều những mối quan hệ đó, hãy nhìn ra những người hướng nội trong đội nhóm, trong gia đình, trong tập thể của mình, và trân trọng những tố chất đặc biệt của họ. Và khi các bạn cảm nhận và học hỏi được từ cái sự sâu sắc của những người hướng nội, cùng nhau các bạn sẽ tạo nên những đội nhóm bất khả chiến bại. Cuối cùng, dù các bạn có là ai đi chăng nữa, thì mỗi chúng ta đều có cái quyền được tỏa sáng theo cách của riêng mình. Vâng, và như đó là chặng hành trình xin được đồng hành cùng với nhau. Và thẳng thắn nha, là nếu các bạn thật sự thích cái nội dung mình chia sẻ trong video clip này, và nhận ra là hey, biết đâu nó có thể giúp được một người bạn nào đó của mình trong những ngày tháng lạc trôi và bế tắc của họ, thì vâng, các bạn đừng ngại chia sẻ cái video clip này. Và đó cũng là cách tuyệt vời nhất để hỗ trợ support ông Quéo và cả ekip của mình, để cùng nhau nghiên cứu, đào sâu, nghiên ngẫm, để tạo ra những giá trị tích cực hơn, sâu sắc hơn và chia sẻ ra với cộng đồng. Đó là cách thiết thực nhất để chúng ta đồng hành
và đi cùng nhau. Và đừng quên comment ở bên dưới để chia sẻ những góc nhìn, những băn khoăn của các bạn. Và đó sẽ là những vật liệu mà chúng ta sẽ sử dụng cho những buổi livestream để chia sẻ trực tiếp và giải đáp những băn khoăn cụ thể của riêng từng người luôn. Ok. Rồi, đủ thế rồi, đi. Ây trời ơi. Này, biết cái này. Này, po. Này. Mày là người hướng nội hay hướng ngoại? Hả? Mày hướng nội hướng ngoại? Đẹp trai là hướng nội hướng ngoại? Thôi, hướng nội.